Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lời xin lỗi thứ 100. Hoàng Lâm và Minh Trúc là đôi bạn thân thiết, đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Hôm đó là ngày Minh Trúc tan lớp học thêm sớm, cô liền gọi điện cho cậu bạn thân. Hoàng Lâm hả? Cậu tới đón mình được chứ? Được rồi, đợi mình 5 phút nữa nha. Nhanh lên đó nha. Bữa nay trời nắng nóng quá à, lát nữa phải rủ Lâm vào quán chè mới được. Ủa, 5 phút trôi qua rồi mà sao Lâm vẫn chưa tới ta? Không lẽ cậu ấy bị hư xe? 10 phút trôi qua, vẫn không thấy cậu ấy tới. Minh Trúc bắt đầu thấy khó chịu, mắt liên tục nhìn đồng hồ. Trúc ơi! Sao cậu tới trễ thế? Cậu có biết mình sốt ruột thế nào không? Mình coi nốt chương trình tivi ấy mà. Cái gì? Coi tivi ấy hả? Sao cậu không ăn ngủ một giấc đi rồi hãy tới? Mình xin lỗi nha. Hoàng Lâm luôn như thế, không giải thích, không an ủi, không cãi cọ. Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi Minh Trúc kể từ khi hai người là đôi bạn thân. Hoàng Lâm ơi, có phải xin lỗi là câu cửa miệng của cậu không? Tại sao lúc nào cậu cũng thường xuyên tới trễ giờ hẹn và không bao giờ chịu sửa lỗi vậy chứ? Mình xin lỗi mà. Mình xin lỗi, lại tới trễ. Mình có cảm giác những lời xin lỗi của cậu không xuất phát từ trái tim. Chúng chỉ là lời nói cho qua thôi, đúng không? Mình xin lỗi. Cậu đừng nói nữa. Cậu có biết đã bao nhiêu lần cậu xin lỗi rồi lại lặp lại không? Lần thứ 59 rồi đó. Hoàng Lâm, từ giờ cậu không cần nói xin lỗi mình nữa. Nếu cậu không thể sửa chữa được, thì đừng để mình cứ cho cậu từ cơ hội này đến cơ hội khác và lần nào cũng hy vọng rằng cậu sẽ thay đổi. Hoàng Lâm nắm chặt lấy tay Minh Trúc và nói lời xin lỗi thứ 60. Ngay cả lúc đó, cậu ấy vẫn không có một lời giải thích. Minh Trúc bắt đầu lo lắng rằng hình như cậu ấy giấu mình điều gì đó. Cậu đang gặp chuyện gì phải không Hoàng Lâm? Làm gì có. Sao cậu lại hỏi mình như vậy? Thế thì sao cậu luôn có vẻ không bình thường? Làm gì có chuyện đó. Lúc nào cậu cũng chỉ như thế. Không bao giờ mình hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu có coi mình là bạn thân của cậu không đó? Mình xin lỗi. Mình không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa. Hóa ra cậu ấy không hề quan tâm đến cảm giác của mình. Thế mà mình cứ trông chờ. Được rồi, từ giờ mình sẽ mặc kệ. Tại sao cậu ấy không chịu nói gì hơn ngoài lời xin lỗi kia chứ? Và đó là lần thứ 99 Hoàng Lâm nói xin lỗi. Một tháng trôi qua. Xin lỗi, bạn cho mình hỏi, bữa nay Hoàng Lâm không đi học sao? Hình như cậu ấy thôi học rồi mà. Thôi học ư? Tại sao? Từ khi nào thế? Hơn một tháng rồi. Mà bạn là bạn của Hoàng Lâm à? Ừ, mình cảm ơn. Hơn một tháng, đã không đi học hơn một tháng. Tại sao lại như thế chứ? Có chuyện gì xảy ra với Hoàng Lâm rồi sao? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Sao lại như thế được? Chẳng lẽ cả gia đình Hoàng Lâm đã chuyển đi mà mình không hề biết gì ư? Dường như Hoàng Lâm đã biến khỏi mặt đất, không để lại một dấu vết nào. Và khi Minh Trúc bắt đầu cuống lên,
thì một người bạn gọi điện. Minh Trúc à, cậu thế nào rồi? Đã biết tin Hoàng Lâm vào viện chưa? Vào viện? Chuyện gì thế? Trong bệnh viện mà cậu ấy nằm lần trước đó, phòng số... Chuyện gì thế? Sao không gọi điện cho mình? Sao cậu không nói gì hết? Mình xin lỗi. Nè, đừng như thế chứ. Cậu xin lỗi cái gì nữa? Đừng có xin lỗi nữa mà, mở mắt ra đi. Tại sao phải xin lỗi? Tại sao cậu không giải thích lời nào? Mình không đời nào tha thứ cho cậu được. Đừng có xin lỗi. Cậu mà không mở mắt ra thì mình không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu. Đó là lời xin lỗi thứ 100 của Hoàng Lâm. Cậu ấy rời khỏi thế giới của mình. Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với bệnh ung thư máu. Nhưng Hoàng Lâm à, nhất định mình vẫn sẽ gặp lại cậu trong những giấc mơ. Và cậu mãi mãi sống trong tim mình. Một thời gian sau, mẹ Hoàng Lâm đến nhà, đưa cho Minh Trúc một cái hộp mà cậu ấy gửi lại. Trong đó là 100 mảnh giấy. Mỗi mảnh giấy là một lời giải thích lý do tại sao cậu ấy xin lỗi Minh Trúc. Lần đầu tiên, mình không cố ý tới trễ đâu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà, bỗng nhiên mình thấy chóng mặt quá và không thể đi tiếp được. Nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu. Cậu tha thứ cho mình nha. Lần thứ hai, mình... Lần thứ ba, mình... Lần thứ 100, mình xin lỗi. Mình thật sự không muốn để cậu lại một mình trên thế giới này. Nhưng có thể đến một lúc nào đó khác. Hoàng Lâm, mình xin lỗi. Khi cậu cần mình nhất thì mình đã không thể ở bên cạnh. Cuộc đời có muôn hình vạn trạng bạn ạ. Nên khi là một con người sống trong cuộc đời, ta phải luôn phân tích và tìm hiểu, không thể có cái nhìn phiến diện để sau này phải ăn năn hối hận. Dù có xin lỗi thì cũng đã là lời muộn màng mất rồi.